Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều chủ vườn thương lái đã đẩy mạnh vận chuyển hoa cây cảnh đến các trung tâm chợ hoa để bán phục vụ khách hàng chơi Tết. Thị trường hoa cây cảnh thời điểm này đã rất sôi động với đa dạng các loại hoa cây cảnh và mức giá khác nhau. Năm nay các chợ hoa xuân trên địa bàn tỉnh đều có hàng trăm loại hoa với nhiều chủng loại từ bình dân đến cao cấp được bày bán từ rất sớm. Ngoài những loại hoa quen thuộc đặc trưng cho Tết như đào, quất, ly, cúc, lan, đồng tiền, thị trường hoa Tết năm nay còn có thêm những loại hoa mới, hoa nhập như cảnh tuyết mai, hoa diên vĩ tầm xuân, phi yến, đào vàng, hoa baby. Tôi là có thêm cái loại hoa mới là đào vàng cắm lên ban thờ mang lại vẻ đẹp xuân. Bên cạnh đào quất thì năm nay người dân cũng thịnh hiếu là đào vàng, anh đào và tuyết mai. Năm nay vợ chồng mình đi sắm Tết sớm bởi vì là cả lạm có dịp Tết thôi. Thì mình muốn là mang không khí Tết về nhà sớm. Nhìn chung là thấy giá cả thì có cao hơn năm ngoái một chút. Mà hàng thì cây cối rất là đẹp, thế cũng rất là đẹp. Khảo sát tại các chợ hoa năm nay giá của các loại hoa không có nhiều biến động so với năm ngoái. Các loại hoa đều giữ giá. Một số loại giảm so với Tết năm ngoái nhưng không đáng kể như hoa cúc, ly. Loại hoa đắt khách nhất vẫn là các loại đào quất và lan hồ điệp. Giá cả dao động từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng một cây đào hay quất. Đối với cây bonsai hay trồng theo dáng, thế đặc biệt có giá cao hơn từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng một cây. Lan hồ điệp có giá từ 170.000 đến 250.000 đồng một cành.